Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, dẫn lời nguồn tin từ cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, tờ Ukrainska Pravda mới đây cho hay, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái UAV trinh sát để tấn công vào sân bay Olenya ở Murmansk, phía tây bắc nước Nga. Ukraine mô tả đây là căn cứ máy bay chiến lược của quân đội Nga. Nếu thông tin này được phía Nga xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga mà Ukraine đã thực hiện kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về lực lượng phòng không của Nga. Theo tờ Business Insider, hình ảnh vệ tinh chụp sân bay Olenya cho thấy một số lượng lớn máy bay ném bom tại cơ sở này. Blogger quốc phòng David X từng cho biết, căn cứ không quân Olenya thường xuyên có khoảng 63 chiếc Tu-22M3, 55 chiếc Tu-95 và 17 chiếc Tu-160. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Trước đó vào tháng 5 năm nay, Ukraine từng tuyên bố thực hiện vụ tấn công ở khoảng cách xa kỷ lục gần 1.300 km nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở thành phố Salavat thuộc Baskotostan của Nga. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường tấn công vào các sân bay của Nga. Hồi đầu năm nay, ông Mick Ryan, tướng quân đội Australia đã nghỉ hưu cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine có thể buộc Nga phải đánh giá lại nguồn lực phòng không cũng như tái bố trí triển khai khí tài ở xa nơi cần thiết nhất. Tuy nhiên, cuộc tấn công vào căn cứ Olenya cho thấy máy bay của Nga vẫn dễ bị tổn thương ngay cả khi ở sâu trong lãnh thổ nước Nga. Theo trang web của nhà sản xuất Tupolev, Tu-22M3 là máy bay ném bom mang tên lửa siêu vượt âm tầm xa, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên mặt đất bằng tên lửa dẫn đường và bom trên không. Vào tháng 4 năm nay, Ukraine thông báo đã bắn hạ chiếc Tu-22M3 đầu tiên tại một căn cứ không quân ở miền nam nước Nga, cách Ukraine hơn 320 km. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy cảnh máy bay rơi xuống mặt đất. Ngoài ra, vào đầu tháng 7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho biết các điệp viên của Ukraine đã cố gắng hối lộ phi công lái máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3. Theo đó, các điệp viên của Kiev đã đề nghị trả tiền cho phi công của không quân Nga và cấp quyền công dân Italia nếu phi công Nga lái Tu-22M3 tới Ukraine. Thưa quý vị, cuộc chiến pháo binh ở Ukraine đang thay đổi, với những dấu hiệu cho thấy Ukraine đang phá hủy ngày càng nhiều các hệ thống pháo của Nga. Điều này có thể đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến, đồng thời cho thấy pháo binh truyền thống dễ bị tấn công bằng những vũ khí mới. Sự thiếu hụt nhân lực và vũ khí trong các đơn vị xe tăng và bộ binh có thể được bù đắp bằng hỏa lực pháo binh. Để giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ, Nga có thể chỉ cần sử dụng pháo binh san phẳng các tòa nhà, công sự của đối phương thay vì triển khai các đơn vị bộ binh tinh nhuệ, được huấn luyện bài bản. Lợi thế về pháo binh của Nga đã khiến Ukraine phải trả giá đắt cho cuộc phản công vào mùa hè năm 2023. Forbes dẫn một nguồn thống kê cho biết, pháo binh Nga đã gây ra khoảng 80% thương vong cho phía Ukraine trong cuộc xung đột. Ukraine được cho là ở thế bất lợi hơn nhiều so với Nga, cả về số lượng pháo lẫn số lượng đạn dược. Hồi tháng 4 vừa qua, tướng Christopher Cavoli, chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết số lượng đạn pháo của Nga và Ukraine khá chênh lệch với tỷ lệ 5-1. Nỗ lực khẩn cấp để cung cấp thêm đạn pháo cho Ukraine có lẽ vẫn chưa đủ để tạo ra sự cân bằng. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi đáng kể nếu Ukraine có thể xác định và bắn hạ pháo binh Nga. Việc phá hủy các hệ thống pháo của đối phương là một quá trình gồm 3 giai đoạn. Đầu tiên, cần phải định vị được vị trí chính xác của chúng thông qua dữ liệu do vệ tinh cung cấp hoặc các nguồn tin tình báo nước ngoài. Ukraine có thể đã sử dụng radar phản pháo do Mỹ cung cấp hoặc máy bay không người lái để theo dõi đường đạn của pháo binh Nga. Tiếp theo, các thông tin này sẽ được chuyển đến hệ thống chỉ huy và kiểm soát. Khi đó, người chỉ huy có thể chỉ định vũ khí dùng để phá hủy các khẩu pháo trong thời gian ngắn trước khi nó di chuyển. Thứ ba, cần phải có loại vũ khí có khả năng bắn trúng mục tiêu ở xa chiến tuyến. Ukraine có hai khả năng đầu nhưng lại thiếu vũ khí tấn công tầm xa. Điều này có thể khắc phục một phần thông qua việc sử dụng hệ thống HIMARS. Nhưng số lượng HIMARS mà Kiev có lại quá ít ỏi, không đủ khả năng tạo ra sự thay đổi lớn trên chiến trường. Ngoài HIMARS, Ukraine thời gian gần đây đã gia tăng tần suất sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Kể từ tháng 4, Ukraine đã đưa vào sử dụng máy bay không người lái Ukrolancet, về bản chất là UAV FPV nhưng có kích thước nhỏ hơn một chút.
có cánh hình chữ X và tầm hoạt động lớn hơn nhiều, tương tự như UAV Lancet của Nga. Các đơn vị vận hành UAV của Ukraine cho biết, Ukrolancet có tầm hoạt động xa gấp đôi hoặc gấp 3 so với FPV thông thường, khoảng 57 km, đưa phần lớn pháo binh Nga nằm trong tầm bắn. Theo đánh giá của các chuyên gia, sức mạnh pháo binh Nga dường như không bị ảnh hưởng nhiều sau các đợt tấn công của Ukraine. Tổn thất đang được bù đắp do Nga còn kho dự trữ pháo binh khổng lồ và tăng cường sản xuất trong nước. Tuy vậy, nếu tốc độ tổn thất tiếp tục gia tăng, Nga có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sức mạnh trên tiền tuyến. Điều đó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng chiến đấu của Nga. Máy bay không người lái và bom lượn có thể bù đắp phần nào sự thiếu hụt, nhưng với số lượng pháo binh hạn chế, Nga sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong cả hoạt động tấn công và phòng thủ. Câu hỏi đặt ra hiện nay là tốc độ hao hụt pháo binh của Nga nhanh đến mức nào và liệu điều này có tiếp tục gia tăng hay không? Một vấn đề khác là liệu Ukraine có thể cầm cự lâu dài trong cuộc chiến pháo binh với Nga hay không? Các máy bay không người lái UAV và xuồng không người lái USV của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ phòng thủ ven biển của Nga ở bán đảo Crimea trong đêm. Chia sẻ với Kyiv Independent hôm 18 tháng 7, nguồn tin trong cơ quan tình báo cho hay, cuộc tấn công được thực hiện dưới sự phối hợp của cơ quan an ninh Ukraine SBU và quân đội Ukraine. Cụ thể, các lực lượng Ukraine đã tấn công căn cứ trên vịnh Donolav, cách thành phố Sevastopol khoảng 90 km về phía bắc, giữa lúc hải quân Nga đang tiến hành tập trận. Nguồn tin nói với Kyiv Independent rằng các thiết bị không người lái của SBU đã biến cuộc tập trận của Nga trở nên thất bại. Phía Nga đã không thể bảo vệ được căn cứ, chưa kể đến vùng nước xung quanh định Donulav. Cũng theo nguồn tin, cuộc tấn công bằng UAV và USV của Ukraine vào căn cứ phòng thủ ven biển của Nga đã làm hư hại trụ sở và sở chỉ huy, kho đạn dược cùng thiết bị, trạm biến áp và các vị trí bắn của đối phương. Nguồn tin nhấn mạnh thêm, cuộc tấn công là lời nhắc nhở bán đảo Crimea đang biến thành cái bẫy đối với binh sĩ Nga. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Bán đảo Crimea thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2014. Ukraine nhiều lần đã tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát ở bán đảo này từ Nga. Trong một diễn biến khác, một phụ nữ Ukraine đã tưới lên mình chất lỏng dễ cháy và tự thiêu trước tòa ở khu vực Kyiv, được cho là để phản đối việc chồng của cô bị từ chối hoãn nghĩa vụ quân sự. Cảnh sát khu vực Kyiv xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Năm 18 tháng 7. Cảnh sát viết trên Telegram rằng khi an ninh tòa án nhận thấy người phụ nữ tẩm chất dễ cháy vào người, các lính canh cố gắng ngăn cản cô ấy nhưng người phụ nữ đã tự thiêu. Các kênh tin tức địa phương và Telegram đã đưa tin người phụ nữ đã tự thiêu sau khi chồng cô bị gọi vào quân đội Ukraine và người ta từ chối lệnh hoãn đi lính của anh này. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định thông tin sơ bộ, người phụ nữ và chồng chỉ đơn thuần là giải quyết vấn đề quyền nuôi con. Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính Ukraine đang mất khoảng 50.000 quân nhân thương vong mỗi tháng, trong khi chỉ có thể huy động được khoảng 30.000 người mỗi tháng. Thưa quý vị, theo Pravda của Nga, trong bài phát biểu video vào tối ngày 26 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình ở mặt trận Pokrovska thuộc Donetsk hiện khó khăn nhất và các vị trí tại đây phải được tăng cường. Tổng thống Ukraine nói, cụ thể là cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ chỉ huy quân sự, chúng tôi đã phân tích cẩn thận tình hình ở những khu vực gặp khó khăn, chủ yếu là hướng Pokrovska ở tỉnh Donetsk. Đây là hướng đã và vẫn đang là trọng tâm chính của các cuộc tấn công từ phía Nga. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sysky đã gửi hai báo cáo, mọi việc phải được thực hiện và sẽ được thực hiện để củng cố các vị trí cũng như khả năng của Ukraine trong việc gây ra tổn thất hữu hình cho quân đội Nga. Tổng thống Zelensky còn khen ngợi các binh sĩ Ukraine đã tấn công các vị trí và cơ sở hậu cần của Nga ở những vùng đang chịu sự kiểm soát của quân đội Nga. Theo Tổng thống Ukraine, vào thứ Sáu ngày 26 tháng 7, ông đã có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Rustam Umerov, người đứng đầu Bộ Quốc phòng, đã báo cáo về các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine đang được chuẩn bị với sự phối hợp của các đối tác phương Tây. Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky biểu dương những binh lính Ukraine đang tấn công các căn cứ và hậu cần của quân đội Nga trên vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Báo cáo tính đến 22 giờ ngày 26 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định Nga đang tấn công dữ dội nhất theo hướng Pokrovska. Đối phương đã thực hiện 30 cuộc tấn công, gần một nửa trong số đó đang tiếp tục gần các khu định cư Novo Aleksandrovka, Vodovitenka,
Novoselovka Pevaza cũng như Zadnobrodovka. Cũng liên quan tới tình hình giao tranh, phát ngôn viên của nhóm tác chiến Tavraya là Dmytro Plikhovai cho hay, các vị trí của lực lượng Ukraine tại làng Krynki đã bị phá hủy hoàn toàn do các cuộc tấn công và không kích dữ dội kéo dài của các lực lượng Nga. Bản thân ngôi làng đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Theo ông Dmytro Plikhovai, do không có khả năng phòng thủ hay bám vào bất kỳ công sự nào, nên lực lượng phòng thủ Ukraine đang ở các vị trí được chỉ định khác cũng như ở tả ngạn của sông Dnipro. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự dân sự do Nga bổ nhiệm ở vùng Kharkiv, Vitaly Ganchev, nói ngày 26 tháng 7 như sau: "Nhìn chung tôi có thể nói rằng quân đội Nga đang di chuyển khá chậm nhưng đều đặn về phía Kupiansk và kiểm soát con đường Kupiansk và Svatovo. Quân đội Nga đã kiểm soát một số cộng đồng dọc theo con đường đó." Theo ông Vitaly Ganchev, các nhân viên chính quyền đã cố gắng tới thăm các cộng đồng trên càng sớm càng tốt để hỗ trợ cho người dân địa phương. Ông Ganchev cho biết thêm, nhiều binh lính tư nhân người Pháp gần đây đã đến khu vực Kharkiv để chiến đấu cho Ukraine. Ngoài ra, các nhóm binh lính tư nhân từ Anh, Ba Lan và Mỹ cũng đang tới. "Tôi không biết tổng số binh lính tư nhân hiện đang tham gia xung đột ở Ukraine, nhưng có thể nói rằng có nhiều người thuộc các nước khác nhau ở đó. Theo thông tin chúng tôi nhận được gần đây, một số lượng lớn binh lính tư nhân đến từ Pháp bên cạnh các nhóm tới từ Ba Lan, Anh và Mỹ."